phong sanh tất có phúc về sau. A Huệ từ nhỏ không giống như những đứa trẻ khác. Cô ấy lúc nhỏ đặc biệt rất có tâm từ bi. Mỗi ngày nhìn những loài động vật nhỏ bị bắt nạt thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Và khi nhìn thấy người khác ăn thịt gà, thịt cá cũng cảm thấy đau lòng. Ba hả? Ba ba về rồi. Ừ, A Huệ à, con xem ba ba mua cho con cái gì nè. Hả? Một con cá to vậy sao? Sao thế? Không được sao? Hôm nay bà sẽ chiên cho con cá này nha. Hả? Bà ơi, đừng làm con cá này bị thương. Nó là bạn của con. Hả? Bạn của con à? A Huệ à, con thật sự không muốn ăn cá sao? Dạ đúng rồi bà. Bà ơi, chúng ta có thể đưa nó trở về nhà không? Đưa nó trở về nhà? Vậy là con muốn phóng sanh con cá này sao? Ông xã à, anh thật sự đã mua cá về rồi phải không? Chẳng phải em đã nói A Huệ tuyệt đối sẽ không ăn cá hay sao? Những đứa trẻ khác đều thích ăn cá mà, tại sao con lại đặc biệt như vậy chứ? Ba ơi, mẹ ơi, con cầu xin ba mẹ đừng giết cá có được không? Con có thể cảm nhận được trong lòng nó vô cùng sợ hãi. Vì nó là bạn của con, xin đừng làm hại nó mà. Ông xã à, thầy giáo của A Huệ đã từng nói, nó luôn giống như một người tu hành ăn chay niệm Phật, tâm địa từ bi đó anh à. Hả? Người tu hành ăn chay niệm Phật sao? Ba ơi, sau này đừng ăn thịt cá nữa có được không? Mong ba hứa với con đi. Ba hứa. Vậy con cá này, chúng ta có thể đem nó thả đi được không? Con thật sự hy vọng nó sẽ được sống ba ơi. Vậy cũng được, A Huệ à. Vậy chúng ta cùng nhau đem nó ra bờ hồ để tiến hành phóng sanh cho nó nha con. Ba ơi, mẹ ơi, hy vọng ba mẹ hứa với con sau này đừng có sát sanh ăn thịt nữa có được không? Được rồi, ba hứa với con. Huệ à, mẹ cũng hứa với con, sau này chúng ta chỉ ăn chay thôi con ha. Con cảm ơn ba mẹ. Từ đó về sau, ba mẹ của A Huệ chịu sự ảnh hưởng của cô mà bắt đầu ăn chay phóng sanh. Bà còn nuôi A Huệ dần dần trưởng thành. Cô ấy cảm động càng ngày càng có nhiều người cùng cô ấy ăn chay và phóng sanh, và cùng đi trên con đường tu hành chánh đạo. Chào các tỷ muội, các chị xem, em mang cái gì đến cho các chị nè. Hả? Tôm à? Chị mua tôm về hả? Đúng rồi. Các cậu biết sao không? Món tôm chim mình làm là sở trường của mình đó nha. Một tí nữa mình sẽ trổ tài nấu ăn cho các chị no bụng luôn cho mà coi. Muội muội à, chẳng lẽ em không biết chúng ta đều là người ăn chay hay sao? Cái gì? Các chị đều ăn chay hả? Đúng đó muội muội à, em mới đến đây cho nên không biết, cũng không trách em được. Được rồi, bây giờ biết rồi thì đem mấy con tôm này đi phóng sanh đi em. Phóng sanh sao? Như vậy sẽ tiếc lắm đó. Nếu các chị không ăn, vậy thì để em ăn một mình cũng được mà. Chị khuyên em không nên ăn những con tôm này. Chẳng lẽ em không nghe nói câu này sao? Sát sanh được ác báo, phóng sanh được phước báo. Các chị chẳng phải vì tin vào nhân quả báo ứng mà tất cả đều ăn chay hay sao? Đúng vậy, trong quá khứ A Huệ cũng khuyên chị như vậy đó. Không sai, A Huệ cũng khuyên chị như vậy đó em. A Huệ à, vì thế cho nên mọi người mới tin rằng thiện ác có báo đều là vì duyên cớ của chị sao? Đúng đó, vì chị không hy vọng bạn của chị vì sát sanh mà gặp quả báo, cho nên chị bèn khuyên mọi người hành thiện phóng sinh. Nghe lời chị đi mà, đừng có sát sanh nữa nha em. Màu đem cái túi tôm này đi phóng sanh nha em. Được rồi, em nghe lời chị vậy. Nhưng mà hôm nay trời đã tối rồi, hay là ngày mai chúng ta mới đem chúng đi phóng sanh nha. Vậy chúng mình đợi ngày mai hãy đem tất cả chúng đi phóng sanh nha. Không xong rồi. Chuyện gì vậy A Huệ? Đã xảy ra chuyện gì vậy em? Lúc nãy em vừa mới gặp một cơn ác mộng, thật là đáng sợ. A Huệ à, em gặp ác mộng gì vậy? Em mộng thấy rất nhiều người đang khóc. Họ giống như là bạn của em vậy, nhưng mà em lại không nhận ra bọn họ là ai hết. Vậy bọn họ rốt cuộc vì sao mà khóc vậy? Một người trong số họ đã qua đời, bọn họ khóc rất là thương tâm.
và bọn họ còn cầu xin em nhất định phải cứu họ nữa. Muốn em cứu họ sao? Vậy em phải làm sao để cứu họ đây? Em cũng không biết nữa. Là tôm. Ở trong mộng, những sinh linh đó muốn em cứu họ. Kỳ thực, những con tôm đó đang ở trong chậu nước mà. Có thể như vậy sao? Quệ à, chẳng phải lúc nãy em mộng thấy một đám người đang vì bạn của họ qua đời mà khóc hay sao? Chẳng lẽ có một con tôm trong chậu đã chết rồi sao? Đừng đoán nữa, để chị đi xem cho rõ. Hả? Sao lại như thế này chứ? Có một con tôm chết thật rồi nè. Thật là bất khả tư nghi mà. Quệ à, quả thật những con tôm này đã báo mộng cho em đó. Thật là quá bất khả tư nghi mà. À Quệ à, chẳng lẽ những con tôm này thật sự có linh tánh như vậy sao? Đúng đó, trên đời mọi vật đều có tánh linh mà. Cho nên cố ý sát sanh bừa bãi thì nhất định sẽ gặp quả báo thôi. Trời sáng chúng ta nhất định đem chúng đi phóng sanh trở lại trong ao nha. Cứ như vậy, A Quệ không những bản thân ăn chay phóng sanh mà còn thời thời khắc khắc khuyên những người bên cạnh mình. Cô ấy hy vọng mỗi một người bên cạnh mình đều có thể làm được những việc hành thiện phóng sanh. Đương nhiên, cũng có người không đồng tình với quan điểm của cô. A Quệ à, em làm gì mà nhất định phải cùng chị trở về quê hương vậy chứ? Em muốn đi cứu những con chó đáng thương đó. Chẳng phải chị có nói với em mùa này ở quê chị tổ chức lễ hội ăn thịt cầy đó sao? Chó vốn dĩ là bạn của con người mà, đem chúng đi làm thịt, làm những món ăn thật là quá tàn nhẫn rồi. Em muốn đi cứu chúng đó. Em có biết lễ hội thịt cầy phải cần làm thịt bao nhiêu con chó hay không? Em cứu được tất cả chúng nó hay sao? Cứu được con nào thì hay con nấy. Em chỉ có thể cố gắng tối đa tận hết sức của mình để cứu lấy những sinh mạng đó mà thôi. A Quệ à, em chỉ muốn cứu những động vật đó mà mấy năm nay cũng đã không biết tốn hết bao nhiêu tiền của. Em thấy như vậy có đáng hay không em? Đương nhiên là đáng. Em làm như vậy, một là có thể cứu giải được những sinh mệnh của những sinh linh đó. Hai là cũng chỉ muốn tích chút phước báo cho bản thân em. Như vậy một việc tốt tiện cả đôi đường, sao mà không đáng? Em luôn nói phóng sanh là được phước báo mà. Nhưng mấy năm nay, chị không nhìn thấy em nhận được phước báo gì cả. A Quệ à, phước báo thật sự có tồn tại không em? Đương nhiên là có rồi, em cương quyết tin nhân quả luân hồi thiện ác có báo ứng. Ê, chuyện gì xảy ra vậy? Khi đó, đoàn tàu chạy băng qua một cây cầu của một con sông lớn. Đột nhiên, xảy ra sự cố trượt đường ray. Trong phút chốc, đoàn tàu đã lao thẳng xuống sông. Rất nhiều hành khách bị đuối nước mà chết. Nhưng A Quệ rất may mắn. Cô đã từ chỗ cửa sổ của đoàn tàu bị bể mà leo ra ngoài, bơi thẳng vào bờ. Em thật sự không sao. Các cô đừng có lo cho em. Mau đi cứu những người bị thương đó đi. Thật là bất khả tư nghi mà. Rất nhiều người bị dồn vào trong đoàn tàu ở dưới sông rồi bị chết chìm. Ngay cả những người được giải cứu ra khỏi tàu cũng bị thương rất nặng. Nhưng cô thì một chút vết thương cũng không có. Thật là bất khả tư nghi. Chị Hồng, chị không sao chứ? A Quệ à, em không sao chứ? Em không có sao. Chị Hồng, sao chị bị thương nặng như vậy chứ? Chẳng phải tụi mình ngồi cùng nhau sao? Sao chị không theo phía sau của em mà bơi ra ngoài? Lúc đó chị đang ở phía sau em. Lúc đầu chị có thể giống như em, từ trong toa tàu thuận lợi mà bơi ra ngoài. Nhưng ai biết được, một luồng nước chảy làm những cái rương hành lý to đùng rơi trúng người chị, làm chị trực tiếp bị thương. Sao lại như thế được chứ? A Quệ à, em nói không sai chút nào. Thiện ác có báo ứng. Lần này chị về quê kỳ thực chính là muốn thưởng thức món thịt chó của quê hương mình, mà em thì muốn cứu sinh mệnh đáng thương nó. Sát sanh thì gặp ác báo, phóng sanh thì được phước báo, thật sự không sai chút nào. Hả? Tôi luôn khuyên những người bên cạnh mình ăn chay và phóng sanh hành thiện nhiều hơn nữa. Và tôi luôn nói với họ, hành thiện phóng sanh chắc chắn sẽ được phước báo. Nhưng từ trước đến giờ, tôi lại không ngờ rằng bản thân mình đã nhận được phước báo. Chẳng lẽ đây thật sự là ngày thường tôi phóng sanh mà được phước báo như vậy sao? Từ đó về sau, A Quệ phóng sanh ngày càng nhiều hơn nữa. Đồng thời, cô còn thường xuyên dùng sự kiện lần đó của bản thân để khuyến khích người khác. A Quệ à, cậu thật không bị thương chút nào sao? Đúng đó, bản thân em cũng có chút gì đó bất khả tư nghi. Tai nạn lớn như vậy mà em chẳng hề bị thương chút nào cả. Quả thật khiến cho người khác khó lòng mà tin được.
A Quệ à, trước kia em thường nói rằng hành thiện phóng sanh sẽ được phước báo, vậy lần này em gặp được chẳng phải là bằng chứng tốt hay sao? Không sai, nhất định là như vậy. Xem ra chúng ta phải phóng sanh nhiều hơn nữa mới được đó. Đúng đó, nhất định chúng ta phải phóng sanh nhiều hơn nữa. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, mỗi tuần số lượng phóng sanh của chúng ta sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. A Quệ à, hầu như tiền thu nhập của em mỗi tháng đều mang đi phóng sanh hết rồi. Chi phí nhiều như vậy, làm sao em chi tiêu cho đủ được? Không sao mà, chi phí hàng ngày của em vốn cũng không có nhiều lắm, cho nên có thể đem toàn bộ số tiền dùng vào việc phóng sanh. A Quệ à, gần đây chẳng phải em dự định ngồi máy bay về thăm cha mẹ hay sao? Bây giờ em xài tiền nhiều như vậy, làm sao đủ tiền mua vé máy bay về quê? Vé máy bay em đã có rồi, có một đại thúc không quen biết đã tặng cho em. Hả? Một đại thúc không quen biết sao? Vậy là người dân rồi, sao ông ấy lại tặng cho em vé máy bay đắt tiền như vậy được chứ? Nói như vậy đây cũng là một cơ duyên rồi. Ngày hôm đó em đi ngang qua khu chợ, thật sự gặp được một người đang sóc một con chó nhỏ vô cùng tội nghiệp. A Quệ à, em xem kìa, cái người đó sao lại dùng cách này để sóc con chó như vậy chứ? Con chó đó trông thật là tội nghiệp mà. Đúng đó, sao mà ông ta đối đãi với con chó như vậy chứ? Anh hai à, anh sóc con chó nhỏ như vậy, con chó nhỏ sẽ không thoải mái lắm đâu. Phiền anh để nó xuống đi. Nó sắp chết rồi, còn cái gì mà thoải mái không thoải mái chứ? Hả? Nó sắp chết rồi. Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị đi ra chợ tìm người để giết nó, rồi lấy thịt làm món ăn đây. Hả? Anh nói cái gì? Anh muốn giết con chó nhỏ này hả? Không sai, bây giờ là mùa lễ hội ăn thịt chó mà. Lúc này thịt chó là món bồi bổ cơ thể tốt nhất đó. Anh hai à, xin đừng có ăn thịt nó có được không? Đúng đó anh hai, mong anh bỏ qua cho con chó nhỏ đáng thương này. Hành thiện phóng sanh có thể nhận được quả báo thiện lành đó. A Quệ bạn của em, vì ngày thường cô ấy hay hành thiện phóng sanh, cho nên mới thoát được một kiếp nạn. Thiện báo hả? Thiện báo đối với tôi mà nói thì không có gì hấp dẫn cả, nếu các cô thật sự muốn cứu nó. Được rồi, 300 đồng tôi bán. Cô thấy sao? Hả? 300 đồng? Như thế là đắt quá đó. Nếu mà đắt quá thì tránh ra đi, để tôi còn có thịt chó nhâm nhi với rượu. 300 đồng phải không? Được rồi, tôi sẽ mua nó. Em đã mua con chó này như thế đó. Không ngờ người đàn ông đó không phải là chủ nhân của con chó nhỏ này. Trên đường chúng em trở về thì gặp được chủ nhân thật sự của con chó nhỏ này. Chúng em đem con chó nhỏ trả lại cho anh ấy. Nhưng khi anh ấy biết được em muốn ngồi máy bay trở về nhà thăm cha mẹ, nên anh ấy đã giúp em mua một tấm vé máy bay tặng riêng cho em, xem như đền ơn em đã cứu con chó nhỏ. Xem ra hành thiện được quả báo thiện, thật quả là không sai. Oh,
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.